Trong bối cảnh nhu cầu nhà ở của người dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đang thiếu hụt nghiêm trọng thì tại phường Bình Khánh trong khu đô thị mới Thủ Thiêm, hơn 3.790 căn hộ được đầu tư xây dựng bằng ngân sách với số vốn hàng nghìn tỷ đồng nhưng lại bỏ không nhếch nhác hàng chục năm qua. Trong tháng 6 năm nay, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư này. Trước đó thành phố Hồ Chí Minh đã hai lần đấu giá số căn hộ này nhưng không thành công và hàng ngàn căn hộ vẫn bỏ không trong khi nhiều người dân thành phố chưa có nhà. Ghi nhận của phóng viên VTC. Tổng giá trị đề xuất cho phiên đấu giá sắp tới cho 3.790 căn hộ tại khu tái định cư bỏ hoang này là 9.900 tỷ. Nhiều chuyên gia cho rằng sẽ lặp lại một kịch bản ế ẩm như những lần trước và phiên đấu giá rất khó có thể thành công. 9.900 tỷ đồng tức là tăng 12,5% so với lần đấu giá đầu tiên. Nếu bán thành công ở mức giá này, mỗi căn hộ có giá trung bình ở mức 2,6 tỷ đồng một căn. Nhiều chủ đầu tư cho rằng đây không phải là mức giá hợp lý, bởi lẽ căn hộ đã bỏ không từ quá lâu, nếu tiếp nhận sẽ phải sửa chữa với chi phí rất cao. Do vậy, nếu tham gia đấu giá nhất định sẽ không có lãi. Vì đây là một cái hình thức mua căn hộ và với hình thức là giá chồng giá. Cái dòng tiền phải bỏ ra trên 10.000 tỷ đồng cho một cái dự án mà đã được xây dựng hoàn thành cách đây cả chục năm mà không có người ở, thì như vậy cái thực trạng làm cho cái dự án nó đã xuống cấp theo thời gian, khả năng thành công tôi nghĩ rằng sẽ rất là khó khăn. Nguyên nhân cũng được chỉ ra là thành phố Hồ Chí Minh chủ trương bán trọn lô, thu tiền một lần. Vì thế đối tượng tham gia bị giới hạn là các doanh nghiệp, tổ chức, không có cá nhân. Hơn nữa, quy định ký quỹ, thanh toán tiền trong quá trình đấu giá cũng gây khó khăn cho người mua. Doanh nghiệp phải ký quỹ 20% giá khởi điểm, nếu chúng đấu giá phải nộp 50% giá trị trúng thầu trong vòng 1 tháng và 50% còn lại trong 90 ngày. Đây là rào cản khiến các doanh nghiệp không mặn mà. Nên chia nhỏ thành nhiều đợt đấu giá. Ví dụ như 3.800 căn, chúng ta có thể chia nhỏ thành từ 5 đến 700 căn một lần đấu giá. Và lúc trước chúng ta kỳ vọng là giao cho một nhà đầu tư, thì năm nay cho nhiều nhà đầu tư cùng tham gia. Trong khi ngàn căn hộ đang bỏ không thì nhiều người lao động phổ thông lại chật vật để mua một căn nhà tại thành phố Hồ Chí Minh. Chị Huệ, một người lao động ở thành phố, khi nhìn vào dự án tái định cư này thì hy vọng đây sẽ là chốn an cư cho những người có thu nhập thấp như chị. Theo chị Huệ, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh nên có phương án chia nhỏ ra thành từng căn, như vậy thì người dân sẽ tiếp cận dễ dàng hơn. Cảm thấy rất là xót xa khi nhìn cái khu tái định cư bỏ hoang bao nhiêu lâu nay nhưng mà không có tiếp tục công trình. Và bản thân tôi cũng mong muốn là đặt ra một câu hỏi là tại sao thành phố không có chuyển cái khu tái định cư đó trở thành nhà ở xã hội để những người có thu nhập thấp và trung bình giống như tôi có thể có cơ hội để sở hữu được những cái căn hộ ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài cái hình thức đấu giá thì chính quyền cũng có thể tính đến một cái phương án nào khác nữa hay không để đưa ra được những cái căn hộ này đến cho cái người dân, đặc biệt là những người có nhu cầu ở thực. Các chuyên gia cũng cho rằng, để đảm bảo thành công lần đấu giá thứ 3 cho hàng ngàn căn hộ tái định cư tại Thủ Thiêm, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh cần tính toán kỹ về mức giá cho phù hợp, dễ tiếp cận đến những người có nhu cầu thực tế về nhà ở. Đó cũng là cách giải tỏa được phần nào nhu cầu bức thiết về chỗ ở cho hàng ngàn người dân tại thành phố Hồ Chí Minh. Còn tại tỉnh Quảng Nam, một sự việc trớ trêu đang xảy ra tại huyện miền núi Phước Sơn. Các đoàn cứu trợ tặng giường ngủ cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi trận sạt lở kinh hoàng cách đây hơn nửa năm. Thế nhưng những hộ dân này lại không biết đặt giường ở đâu. Lý do là nhà cửa của họ đã bị những trận sạt lở kinh hoàng kéo sập. Cũng tại địa phương này, hàng trăm ngôi nhà bị lũ cuốn trôi, hệ thống giao thông bị phá hủy vẫn chưa được khắc phục. Việc xây dựng các khu tái định cư cho người dân vẫn rất chậm chạp, mà mùa mưa lũ ở miền núi thì đang cận kề. Đã hơn nửa năm từ khi sạt lở xảy ra, nhưng những người dân ở vùng sạt lở xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam vẫn đang sống dựa vào sự hỗ trợ. Mới nhất, đoàn cứu trợ này mang theo giường để hỗ trợ bà con. Thế nhưng trớ trêu là nhận giường mới, nhưng bà con cũng không biết để đâu vì chưa có nhà. Chưa được làm nhà thì qua quá trình đi kiểm tra của xã thì đời sống nhân dân cũng rất là khổ cực, phải sống trong những nhà căn tạm dựng bằng bạt rất là nóng nực, điều kiện sinh hoạt không đảm bảo vệ sinh môi trường, không đảm bảo điều kiện sống cho bà con. Hiện nay bà con rất là cực cực. Đợt sạt lở khủng khiếp vào tháng 11 năm 2020 đã khiến 97 hộ gia đình ở huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam mất nhà hoàn toàn. Tuy nhiên đến nay chỉ mới dựng được 43 ngôi nhà cho bà con,
dù nguồn lực kinh phí được Quảng Nam đưa về địa phương đầy đủ. Vướng mắc lớn nhất hiện nay là công tác giải phóng mặt bằng ở nhiều địa phương quá chậm chạp. Ngoài ra, thủ tục đấu thầu xây dựng tốn khá nhiều thời gian, khiến việc triển khai các dự án tái thiết ở miền núi sau thiên tai không đạt như kế hoạch. Phải sớm ổn định cái nơi ăn trú ở cho bà con, để cho bà con ổn định được cuộc sống, mà nhất là cái mùa mưa bão sắp đến đây đó, khu tái định cư cho bà con ở xã có thể nói là còn rất là chậm. Mà tôi thấy rằng đây là những công việc có thể nói là rất là cấp bách. Trong đợt thiên tai năm 2020, Quảng Nam được Trung ương hỗ trợ 450 tỷ đồng để tái thiết sau thiên tai. Tuy nhiên, đã hơn 7 tháng trôi qua mà việc giải ngân nguồn vốn cấp bách này vẫn chưa hoàn thành. Trong khi đó, các khu tái định cư do cá nhân doanh nghiệp tài trợ thì chỉ mất 3 tháng là đã bàn giao nhà cho người dân. Sự chậm trễ tái định cư cho người dân thêm ngày nào là người dân bị mất nhà ở do thiên tai ở Quảng Nam sẽ tiếp tục chật vật trong cảnh nhà tạm, sống nhờ. Mùa mưa thì lại sắp đến. Thưa quý vị, gần một tháng nay, giá lợn hơi xuất chuồng liên tục giảm và về mức thấp nhất trong vòng một năm qua. Tuy nhiên, giá thịt lợn đến tay người tiêu dùng thì vẫn cao ngất ngưởng. Câu hỏi bao giờ người dân mới được mua thịt lợn với giá hợp lý đang được dư luận đặc biệt quan tâm trong bối cảnh phải thắt chặt chi tiêu do tác động của dịch COVID-19. 65.000 đồng 1 kg là giá lợn hơi tại chuồng của những hộ chăn nuôi tại khu vực Hà Nội thời điểm này. Theo chia sẻ của những hộ chăn nuôi với phóng viên VTC1, mức giá này đang khiến cho các hộ không còn có lãi. Bởi chi phí thức ăn chăn nuôi cộng thêm giá con giống tăng cao đã khiến chi phí chăn nuôi bị đội lên 5-6 lần so với thông thường. Từ lúc Hà Nội cấm nhà hàng tiêu thụ nó giảm thì giá thành nó xuống. Trước đấy thì nó lên tới 70-71, anh cũng ảnh hưởng nhiều bởi vì cái giá mà thời điểm trước đây 4 tháng nhập giống con giống khoảng 32 triệu rưỡi, 2 triệu 6. Mấy cái giá cám tăng 8 lần, 7-8 lần như bây giờ hiện tại thì cái giá 65 là không có lãi. Không có thương lái họ đến mua, người ta mua rất là nhỏ giọt. Chung là đều bị các điểm chốt vào cái điểm phong tỏa cho nên người ta không đưa được hàng vào. Tháng ra khoảng 200 đến 300 con, bây giờ tháng bán được 50. Thương lái người ta mua được bao nhiêu thì mình bán bấy nhiêu. Cũng là lợn nó to quá rồi, nên mình đành phải nuôi chật vào chuồng. Thế ra mật độ mình nuôi khoảng một chuồng 30 con, bây giờ mình nuôi lên 4-50 con, 60 con. Giá thịt lợn hơi tại chuồng giảm thấp nhất trong gần một năm qua. Nhưng giá đến chợ lẻ, giá đến tay người tiêu dùng vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt. Nghe thấy thông tin là giá thịt lợn rẻ, thế nhưng mà mua thì nó vẫn cứ giá cũ. Vịt thì giảm, còn thịt lợn thì vẫn thế. Với giá lợn hơi dao động từ 65 đến 70.000 đồng 1 kg, thì giá thịt miếng dao động quanh mức 100 đến 120.000 đồng 1 kg là người bán đã có lãi. Tuy nhiên, theo những tiểu thương như chị Hương chia sẻ, hiện các mặt hàng thịt lợn đa phần phải nhập qua lò mổ, mà trước khi đến lò mổ thì lợn hơi lại phải trải qua nhiều khâu thu gom khác nữa, nên giá thành từ chuồng ra chợ có sự chênh lệch. Thêm vào đó, hiện nay do nắng nóng và ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên sức tiêu thụ thịt lợn của người dân giảm mạnh. Những thương lái như chị cũng buôn bán khá khó khăn. Cái tuần trước thì nó có xuống một vài giá, nhưng mà sau tuần này thì nó lại nhấc lên. Như cái giá cũ rồi. Ví dụ như là lòng này thì các nhà hàng nó nghỉ hết, nó đóng cửa thì có thể là ế nó chậm. Mỡ màng nóng nực thì nhu cầu dân người ta không sử dụng, bán chậm hơn, nhà hàng nghỉ hết. Ế nhiều lắm, không kiếm được khoảng ngày trước, giảm lãi đi nhiều, nửa không? Nhưng mà coi nào khép kín ấy, thì ông nuôi được không, ông bán, ông có giết mổ xong, có cửa hàng bán thì nói chung là cái tiêu thụ nó giảm đi nhưng ông vẫn giữ được. Thế còn bây giờ khi ông mà chăn nuôi không ấy, thì rõ ràng cái ông giết mổ là ông không bán được. Giờ 100 con thì giết mổ chỉ 30 con, 40 con thôi. Thì rõ ràng là ông phải mua, nó phải giảm đi, người ta vẫn phải giữ giá. Cuối cùng là cái người tiêu thụ, cái tiêu thụ ở chợ, là người ta không giảm giá là thế. Thế nhưng bây giờ nó không trồng chuối thì cái ông giết mổ thì ông phải gò cái ông chăn nuôi. Thế ra là nó không thành chuối, nó không có chuyện chia sẻ. Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đến nay đã có 18 tỉnh thành phố thực hiện tái đàn 100%. Nguồn cung thịt lợn được đánh giá là không thiếu hụt. Cũng theo các chuyên gia nông nghiệp, hiện thị trường chăn nuôi lợn của nước ta vẫn chưa hài hòa được 3 khâu sản xuất, lưu thông, tiêu dùng. Ở đó, người chăn nuôi và người tiêu dùng vẫn đang chịu thiệt thòi, trong khi khâu trung gian lại đang hưởng lãi lớn. Để giải quyết được bài toán này, xây dựng chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu dùng sản phẩm chăn nuôi an toàn được xem là giải pháp hữu hiệu